Kính chào các cô chú anh chị, cao xỉn xú thì mình bán được cực kỳ nhiều, rất là nhiều anh sử dụng và mua lại và mua giúp người thân. Thì nhân tiện hôm nay thì cái hàng mới về của mình thì mình hướng dẫn cô chú anh chị sử dụng cái cao xỉn xú này làm sao một cách đơn giản nhất mà hiệu quả nhất. Cái này nó sẽ giúp anh chị, chủ yếu các anh, đa số là các anh, quên hệ bảo là các chị, thì đa số là các anh sẽ sử dụng cái xỉn xú này để giúp tăng cường cái thời gian quan hệ của chúng ta lên từ 20 đến 30 phút cho một lần quan hệ, mà cái giá thành nó cực kỳ hợp lý. Mỗi một cái chai cao xỉn xú như thế này, dạng nước, dạng mình bán chủ yếu là dạng nhỏ nhỏ giọt, thì nó có giá là 180.000 đồng cho một cái chai xỉn xú này, đã bao gồm cả phí ship. Nếu như cô chú anh chị sử dụng cái hai chai, lấy một lần hai chai thì mình sẽ chỉ tính là 300.000 đồng thôi. Đó. Thì khi mà chúng ta lấy cái cao xỉn xú này về ấy, thì ví dụ như chúng ta lấy một hộp đi, thì mình gửi, khi mà mình gửi thì mình sẽ bọc rất là kín và mình ghi tên là thuốc thảo dược chứ mình không ghi là xỉn xú, bởi vì là nó khá là nhạy cảm, bởi vì khi mà mọi người nhận này, ví dụ có người khác biết được thì chúng ta cũng cũng hơi không được tự nhiên cho lắm đó. Thì khi mà cô chú anh chị nhận về ấy, thì bóc ra thì bên trong nó sẽ có, khi mà chúng ta bóc cái hộp này ra thì bên trong nó sẽ có một cái chai như thế này. Cái kích thước khi mà chúng ta nhận về nó sẽ khoảng lên đây. Cái chai xỉn xú nó cao khoảng lên đây. Chai này là 5 ml nhé. Cái trọng cái lượng á, cái lượng thì sẽ được ghi ở đây là 5 ml, và cái chai này nó đủ 5 ml cho mọi người. Và nó khá là đặc cho nên là trước khi sử dụng thì chúng ta phải nắc rất là đều lên. Cái dạng của mình là dạng đặc chứ không phải dạng loãng như nhiều bên bán. Và nó, cái bên trong của nó sẽ gồm 3 thứ. Một là cái chai xỉn xú, hai là cái vòi để riêng như thế này, và một tờ giấy này in cái hướng dẫn sử dụng. Thực ra cái hướng dẫn thì nó cũng có ở bên ngoài này rồi, chúng ta có thể đọc bên ngoài cũng được, và đây nó có một cái hướng dẫn rất là cụ thể. Thì cô chú anh chị cứ đọc cái hướng dẫn này và làm đúng theo cái hướng dẫn thì nó sẽ có hiệu quả. Đây, thì cái thành phần sẽ được ghi ở đây, công dụng. Thành phần sẽ gồm nhục thung dung, dâm dương hoắc, ba kích, tỏa dương, nấm ngọc cẩu, vân vân. Đó, công dụng thì giúp anh em chủ yếu là giúp quan hệ kéo dài hơn. Nó sẽ, ví dụ chúng ta bình thường chúng ta chỉ được 2 phút đến 5 phút, nhưng khi mà bôi cái này vào thì sẽ giúp chúng ta quan hệ nó tăng lên, sẽ khoảng tầm từ 20 đến 30 phút. Đó. Cái cách dùng thì cũng khá là đơn giản thôi. Chúng ta sẽ nắc thật là đều lên, nắc thật là đều lên như thế này. Thì sau đó thì chúng ta sẽ nhỏ. Chứ nhớ nhá, trước khi mà chúng ta nhỏ thì chúng ta sẽ phải tắm rửa sạch sẽ, làm lâm trận cho sung. Tắm rửa sạch sẽ sau đó thì chúng ta sẽ vặn cái chai này ra. Vặn cái chai này ra. Đây. Vặn cái chai này. Khi mà chúng ta nhận được cái chai này thì chúng ta sẽ vặn ra. Thì mình có một cái vòi ở bên ngoài này thì chúng ta sẽ đút, ở đây nó có hai cái đầu. Cái đầu nhỏ này thì là để mình hút nhé. Còn cái đầu to này thì mình để mình cắm vào đây. Ở đây nó có một cái răng ấy này, cái răng cao su ở đây thì mình sẽ đút vào đây, khi nào nó kêu bằng phát là được đó, khi nào nó kêu bằng phát là được. Và chúng ta kéo lại thì nó có một cái lớp ở đây nó có một cái lúm cao su để mình bóp này, nó để mình bóp đi bóp lại thì nó sẽ ở đây, nó sẽ hút thuốc. Cái này là chúng ta đã nắc rồi, nắc cho nó đều rồi, và chúng ta cho xuống đây. Chúng ta bóp một cái, chúng ta bóp một cái thì nó, xong thả ra một cái thì nó sẽ hút thuốc lên. Đó, hút thuốc lên như thế này thì khi mà chúng ta bôi á, chúng ta rửa sạch cái đầu rồi á, thì chúng ta sẽ bôi, chúng ta nhỏ khoảng tầm 3 đến 4 giọt, 3 đến 4 giọt vào cái bao quy đầu đó. Tránh, nhớ phải tránh cái lỗ tiểu ra. Sau đó thì chúng ta sẽ xoa đều khoảng 2 đến 3 phút. Xoa đều khoảng 2 đến 3 phút thì sau đó thì chúng ta sẽ, cái hướng dẫn nó rất là cụ thể ở đây, cô chú anh chị đọc nó sẽ thấy. Xoa massage đều khoảng 23 2 đến 3 phút, và phải lưu ý đặc biệt là phải tránh cái lỗ tiểu ra. Thế sau đó cái bước thứ hai thì chúng ta sẽ chờ 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 sẽ khoảng tầm 15 đến 20 phút thì chúng ta sẽ đem đi, chúng ta rửa, chúng ta có thể rửa bình thường hoặc là tốt nhất là rửa bằng xà bông, rửa cho sạch đi. Sau đó thì chờ một lúc khoảng tầm từ 15 đến 20 phút thì cái thuốc này nó sẽ phát huy tác dụng, thuốc này sẽ phát huy tác dụng. Sau đó thì chúng ta đã có thể lâm trận rồi và chúng ta chiến đấu. Thì cái cách thức nó rất là đơn giản thôi. Đấy. Chúng ta vặn ra như thế này, cho cái vòi vào,
Cái vòi thì khi mà dùng xong thì chúng ta cứ để đây thôi và chúng ta vặn vào. Nhưng khi mà chúng ta dùng ấy thì chúng ta sẽ bóp bóp cái phần núm này này là nó sẽ hút lên. Đó. Mọi người có thể thấy là cái thuốc nó được hút lên như thế này thì chúng ta sẽ dùng chúng ta giỏ. Một chai như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng một chai 5 ml này chúng ta sẽ sử dụng được ít nhất là 20 lần. 20 lần cho một chai như thế này thì tính ra 180.000 á, mà chia ra cho một chai như thế này nghĩa là sẽ khoảng 9.000 đồng cho một lần sử dụng. Cái này nó rất là rẻ thôi mà giúp anh em quan hệ rất là lâu, mà cái này hoàn toàn từ thảo dược cũng rất là an toàn, thì nó chỉ có cái tác dụng giúp anh em làm sung mãn cái lúc đó thôi, và cái giá thành nó rất là rẻ, chỉ có 180.000 một chai như thế này, dùng được ít nhất khoảng 20 lần thì chúng ta chia ra thì cũng chỉ có 9.000 cho một lần quan hệ như thế. Đó. Giúp anh em sảng khoái, chị em cũng rất là vui vẻ. Đó. Thì cô chú anh chị có cái nhu cầu về cái cao xỉn xú này á, thì có thể liên hệ mình theo số điện thoại ở trên màn hình 0974010585 và 0947010585. Cả hai số mình đều có cả Zalo và có cả Facebook, thì mọi người có thể liên lạc theo cả hai, nhắn tin Zalo cũng được, Facebook cũng được. Và nhân tiện thể thì mình mới có làm một cái trang web, thì mọi người có thể bấm một link ở bên dưới để chúng ta đặt trực tiếp vào cái link đó, thì mình sẽ để hình ảnh rồi các cái ví dụ như là mô tả cụ thể, giá tiền cụ thể ở trong đó rồi. Thì cô chú anh chị có thể bấm vào cái link đó và đặt hàng trực tiếp trên cái link trang web của mình. Có rất là nhiều, khoảng hiện tại thì mình đã đưa lên được khoảng hơn 200 sản phẩm. Thì mọi người có nhu cầu về các cái mặt hàng về Tây Bắc, ví dụ như là thảo dược hay là những cái đồ ngâm rượu, tất cả các cái mặt hàng về Tây Bắc mà mình có, mình đã đưa lên trang web và mình đang đưa lên dần dần đầy đủ, thì sẽ được khoảng tầm trên dưới 300 mặt hàng, và sẽ rất là nhiều các mặt hàng cô chú anh chị cần, thì cô chú anh chị có thể tham khảo ở trên cái trang web mà mình để ở dưới cái link ở dưới phần mô tả. Ok, xin kính chào các cô chú anh chị, chúc mọi người sức khỏe và thịnh vượng.